Xác định góc giữa mặt bên SBC với mặt đáy. Thời gian dạy kèm công thức là chỉ mất 10 giây thôi. Các bạn nhớ cho thầy. Đỉnh, chân vuông góc. Chân vuông góc. Ở giữa là chân góc tại giao tuyến. Còn đây là chân góc từ đỉnh hạ xuống mặt đáy. Bước 1. Kèm xác định cho thầy giao tuyến của mặt SBC với mặt đáy. Chắc chắn chính là đường BC. Bước 2, kèm xác định chân vuông góc hạ từ đỉnh xuống mặt đáy. Chính là điểm A. Bước 3, từ chân vuông góc kèm kẻ vuông góc đến giao tuyến vừa tìm. Nhìn ngay cái thầy dưới đáy, chúng ta có đường AB đã vuông góc với ABC sẵn rồi. Vậy thì ở đây chính là AB. Sau khi làm được đến đây, chúng ta kết luận góc chúng ta cần tìm sẽ là đỉnh là S, chân vuông góc tại giao tuyến BC chính là tại điểm B, chân vuông góc hạ từ đỉnh xuống mặt đáy là A. Đây là góc chúng ta cần xác định.